nhìn Las Vegas lộng lẫy huy hoàng trước mắt, một tai họa sắp ập tới. Nơi vốn là thiên đường hạ giới lập tức biến thành địa ngục trần gian. Một loại virus bùng phát khiến vô số người bị lây nhiễm và biến dị. Những người còn sống ra sức phản kháng, nhưng chỉ có số ít người may mắn trốn thoát. Để tiêu diệt hết zombie, chính phủ quyết định sẽ thả bom hạt nhân để ngăn chặn. Chào các bạn, lại là Quapu đây. Hôm nay sẽ tóm tắt cho các bạn bộ phim Zombie, đội quân người chết, cùng bắt đầu nhé. Trên một đoạn quốc lộ của nước Mỹ về đêm, một tiểu đội được trang bị đầy đủ vũ trang đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Bọn họ chỉ biết mình phải hộ tống một thùng container, ngoài ra thì không biết bên trong có gì. Người lái xe dọc đường nói cười cười. Bọn họ va chạm trực diện với một đôi tình nhân đang mải ôm ấp nhau. Trong màn đêm vụ nổ lớn cùng ánh lửa cực kỳ hút mắt, thùng container mà họ hộ tống cũng bị hất ra trên đường. Còn chưa kịp rút lui và cứu trợ, một quái vật hình người đã nhảy từ trong container ra. Nó điên cuồng bắt đầu xé xác binh sĩ trước mắt. Súng đạn bắn không chết, sức chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ nhanh, sức mạnh đáng sợ. Tất cả binh sĩ không ai thoát được. Nhưng chẳng bao lâu những binh sĩ bị cắn lại đứng dậy một lần nữa. Chỉ là lúc này ánh mắt bọn họ đờ đẫn và biến thành zombie. Bọn họ đứng phía sau tên thủ lĩnh zombie, nhìn Las Vegas lộng lẫy huy hoàng trước mắt, một tai họa sắp ập tới. Giống như sói vào bầy cừu, bọn họ điên cuồng cắn xé những con bạc trong thành phố cờ bạc. Nơi vốn là thiên đường hạ giới lập tức biến thành địa ngục trần gian. Vô số người bị lây nhiễm và biến dị. Người còn sống đều ra sức phản kháng. Cứu viện của quân đội chỉ như hạt muối bỏ bể, đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhanh đã bị zombie hạ gục, quân đội đã thất bại. Thấy tình hình mất khống chế, chính phủ quyết định phong tỏa cả thành phố. Họ dùng những container cỡ lớn để tạo thành hàng rào phong tỏa. Chi chít zombie bị vây ở bên trong. Chỉ có số ít người thập tử nhất sinh may mắn trốn thoát. Sóng trước chữ yên, sóng sau đã tới. Để tiêu diệt hết zombie trong một lần, chính phủ quyết định ngày 4 tháng 7 sẽ thả bom hạt nhân xuống thành phố cờ bạc. Đương nhiên trước đó họ phải sơ tán khu cách ly gần thành phố cờ bạc. Ở đây có rất nhiều nạn dân chạy thoát từ Las Vegas. Bọn họ không có nhà để về, cũng không có tự do của bản thân mình. Do lo lắng trong số họ có người bị lây nhiễm, vì thế bọn họ luôn ở trong trạng thái bị giám sát. Chàng trai Scott tuy không ở trong khu cách ly, nhưng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh làm việc ở cửa hàng hamburger. Anh ta thân thủ nhanh nhẹn, từng cứu bộ trưởng bộ quốc phòng trong lúc gặp nạn. Một ngày, người Nhật Bản là Tanaka tới tìm anh. Trong kho vàng dưới đất của anh ta ở Las Vegas có 200 triệu đô la Mỹ. Anh ta hy vọng Scott sẽ lập một tiểu đội để lấy tiền về. Anh ta sẽ chia 50 triệu đô la trong số đó coi như là thù lao. Đây là một cám dỗ không nhỏ. Trong tay ương Scott đã tự tay giết chết người vợ đã biến dị của mình. Con gái đối với anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Có lẽ anh cũng hy vọng thay đổi tình hình hiện tại. Tổ chức bí mật của mấy người cùng chung chí hướng được thành lập. Bọn họ đều là bạn tốt của Scott. Cuộc sống không như ý nguyện nhưng cũng không cam nguyện làm người bình thường. Bạn thân Maria, Van Rowe và phi công máy bay trực thăng Marian. Chàng trai biết phá khóa Ludwig. Hai chàng trai nổi tiếng trên mạng nhờ giết zombie. Một đội hành động đặc biệt được thành lập. Bọn họ sống vì tiền. Mỗi người có một sở trường, tìm ra một vũ khí thuận tay. Bọn họ chuẩn bị chơi một ván lớn. Dù sao vào Las Vegas cũng giống như một ván cược chí mạng. Trước khi vào Las Vegas, bọn họ vẫn không quên phổ biến cách tiêu diệt zombie. Ngắn gọn một câu, nhắm vào đầu. Tanaka nói sơ qua về đường đi của bọn họ. Nghe thì đơn giản dễ như trở bàn tay. Trước khi đi, đội trưởng đội bảo vệ của ông ta Martin cũng đồng ý tham gia. Thực ra lý do Scott đồng ý mạo hiểm, một nguyên nhân quan trọng là vì anh hy vọng có thể dùng số tiền này bù đắp cho con gái. Anh cảm thấy vô cùng dày vò, có lẽ là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai bố con. Scott yêu cầu con gái tự đưa mình vào khu cách ly. Từ nơi đó bọn họ sẽ vào trong Las Vegas. Thực ra ở khu cách ly, cuộc sống của con gái Kate và mọi người không hề dễ chịu. Phải canh chừng tên dâu ria có thể quyết định sống chết của họ bất cứ lúc nào. Để có cuộc sống tốt hơn, người trong khu không tiếc mạo hiểm để vào Las Vegas tìm kiếm sự giàu có. Bạn thân của Kate cũng vậy, cô là mẹ của hai đứa con, lại mạo hiểm vào trong thành phố. Bi kịch là cô đã không thành công rời khỏi Las Vegas. Kate biết rõ nguy hiểm vẫn quyết định gia nhập tiểu đội. Cô muốn đi tìm bạn của mình. Không thể không nói cô gái này đúng là có một trái tim rộng lớn. Bố của mình đi thì cô không lo lắng, vì cái gọi là bạn bè mà lại bằng lòng mạo hiểm, đây mới chính là chân ái. Đương nhiên chết đói thì nhát gan, chết no thì dũng cảm. Tên dâu ria không sợ chết vừa nghe tới 20.000 đô la Mỹ, tự nhận mình dũng cảm xin gia nhập vào tổ chức. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết người dẫn đầu Scott cầm 15 triệu đô la Mỹ. Phần chia cho bọn họ chỉ như hạt muối bỏ bể mà thôi. Vào trong Las Vegas, bọn họ phát hiện nơi này đã là một đống hoang tàn. Xe bị hỏng chỗ nào cũng có. Con hổ bị lây nhiễm ở đây diễu võ dương oai, nhưng khiến người ta bất ngờ là lại không thấy zombie. Cô gái dẫn đường cho tên dâu ria một phát súng. Cô gái tóc vàng có biệt danh sói ngoại ô, từng nhiều lần ra vào Las Vegas. Lần này cô cũng cố ý lừa tên dâu ria tới nơi này. Dù sao tên dâu ria lúc ở khu cách ly cũng quen thói gian ác. Tên dâu ria bị thương bị coi như là vật tế. Cô giới thiệu đây là quy tắc khi vào đây, dâng tế phẩm biểu thị sự khuất phục. Như vậy bọn họ có thể giảm bớt trở ngại. Tên dâu ria bình thường hoang mang hống hách đã trở thành kẻ chết thay. Cô gái tóc vàng giới thiệu, nơi này ngoài zombie bình thường còn có zombie cao cấp, thông minh hơn, hành động nhanh nhẹn hơn. Bọn chúng có tổ chức và cũng có thủ lĩnh của riêng mình. Mọi người rất hoài nghi, nhưng bọn họ vẫn trơ mắt nhìn tên dâu ria bị đám zombie kéo đi. Đám zombie này phấn khích tới độ phát ra tiếng gào rú, giống như đang tuyên bố một loại chiến thắng. Lúc này bộ phim đã được một tiếng, có thể nói mới chỉ vừa vào vấn đề chính.
Cô gái tóc vàng giới thiệu, tên Josie sắp bị zombie chuyển hóa, hành động của hắn cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Ý thức được điều này, mọi người định đi đường vòng. Dù sao bọn họ cũng không muốn xung đột trực tiếp với zombie. Thực ra bọn họ không biết nhất cử nhất động của mình đều bị thủ lĩnh zombie nhìn thấy hết. Trên đường tiến lên, Marianne dường như biết gì đó. Cô nhắc nhở Scott, có lẽ Martin chính là người do người Nhật Bản phái tới để giám sát chúng ta. Giống như Locust bị công phá từ trong nội bộ. Nhóm người này vừa bắt đầu đã nghi ngờ lẫn nhau. Ống kính, không ngờ vợ của thủ lĩnh zombie đã mang thai. Bạn không nhìn lầm đâu, zombie cao cấp có thể mang thai duy trì nòi giống. Tên Josie trở thành đồ bổ cho thai phụ. Nhiệm vụ của nhóm Scott vẫn đang tiếp tục. Nhóm họ vô cùng cẩn thận đi xuyên qua đám zombie. Nhưng lúc này Martin lại nổi lên ý đồ xấu. Hắn cố ý ném gậy phát quang dẫn đường đi mất. Cô gái chặn hậu phía sau rơi vào vòng vây của zombie. Cô từng dao đâm vào đầu của zombie. Cô đã bùng phát. Cô ở giữa đám zombie chỉ đành nổ súng tự vệ. Lập tức tiếng súng vang lên, cả đám zombie đều bị đánh thức. Sức chiến đấu của cô gái tăng mạnh. Súng dao đều dùng. Hai súng thay phiên nhau bóp cò, mạnh mẽ mở một con đường máu. Nhưng suy cho cùng zombie quá nhiều. Cô gái không thể lùi, cô bị vây đánh. Thấy vậy đồng đội không thể không bắn vỡ thùng dầu trên người cô. Trong lúc phát nổ, những người khác thuận lợi rút lui. Không kịp bị thương quá nhiều, bọn họ đã tới gần với điểm đến. Scott xông lên trước tiên, từng phát súng bắn vỡ đầu zombie. Bọn họ phân công ổn thỏa rồi bắt đầu chiến đấu. Người canh cửa thì canh cửa, người sửa trực thăng thì sửa trực thăng. Mỗi người một việc kết hợp chặt chẽ. Mà Scott và con gái cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thực ra bao nhiêu năm nay Scott vẫn luôn sống trong tự trách, nhưng vẫn mãi không có dũng khí bầu bạn với con gái. Hai bố con cũng coi như đã dốc hết nỗi lòng. Nhưng lúc này không phải thời cơ hoàn mỹ. Bọn họ còn phải làm nhiệm vụ, phải giết zombie, phải lấy tiền. Thành viên của tiểu đội từng bước tiến vào kho vàng. Thắng lợi dường như đang ở ngay trước mắt. Ludwig bắt đầu thể hiện tài năng phá khóa. Chỉ là người canh cửa Martin và cô gái tóc vàng đã phạm một sai lầm lớn. Bọn họ đã bắt vợ của thủ lĩnh zombie. Martin thậm chí còn chém đầu cô ta. Hắn ta chỉ mong lập được công để lĩnh thưởng. Dù sao đây cũng là đầu của vợ của thủ lĩnh zombie. Hơn nữa chưa biết chừng có thể nghiên cứu ra thứ khống chế được zombie. Không thể không nói, không làm thì sẽ không chết. Giết vợ của zombie trên địa bàn của zombie, sao có thể toàn thân rút lui được? Tiếng gào thét của nữ zombie trước khi chết đã truyền tới tai của thủ lĩnh zombie. Một trận đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Điều đổ thêm dầu vào lửa là chính phủ quyết định thực hiện tấn công trên không sớm một ngày. Điều này có nghĩa thời gian còn lại của tiểu đội chỉ có 90 phút. Mọi người dựa theo kế hoạch tăng tốc tiến độ. Thủ lĩnh zombie ở bên ngoài tòa nhà nhìn thi thể của vợ mà đau đớn tuyệt vọng. Nó triệu tập thuộc hạ chuẩn bị phát động tấn công. Nhóm Scott lúc này vẫn chưa hay biết gì. Bọn họ mải chìm đắm trong niềm vui lấy được tiền. Bọn họ đã thành công nhưng cũng phải đối mặt với thất bại. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh zombie, đám zombie điên cuồng lao tới. Người bạn thân Maria bị một con zombie đột ngột xuất hiện bẻ gãy cổ. Đây là một đám zombie cao cấp với sức chiến đấu mạnh mẽ và hành động nhanh nhẹn. Mục tiêu rõ ràng, báo thù cho vợ của thủ lĩnh zombie. Mọi người chỉ đánh hốt hoảng rút lui. Nhưng đám zombie không sợ sống chết. Tệ hơn là Martin lúc này cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt gian ác. Thì ra người Nhật Bản và phía quân đội không hề quan tâm tới 200 triệu đô. Thứ bọn họ thực sự muốn có là đầu của vợ thủ lĩnh zombie. Bọn họ hy vọng dùng thứ này để nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa. Thủ lĩnh zombie lúc này dẫn người xông vào trong tòa nhà. Đầu nó đeo mặt nạ, không sợ súng đạn. Van Rowe quyết định chiến đấu tay không với nó. Nhưng phẫn nộ khiến sức chiến đấu của thủ lĩnh zombie tăng cao. Van Rowe bị đánh cho không thể trở tay. Anh nhỏ bé giống như một con kiến. Ludwig bên cạnh thấy vậy hy sinh bản thân để cứu Van Rowe. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Toàn bộ thành viên tiểu đội đều rơi vào nguy hiểm. Martin bị con hổ zombie quật qua quật lại mặt mũi nát bét. Những người còn lại dưới sự dẫn dắt của Scott thử đột phá vòng vây. Nhưng đám zombie ùn kéo đến đúng là giết mãi không hết. Trong lúc hỗn loạn, chàng trai nổi tiếng trên mạng đã bị cắn. Anh kéo lựu đạn chết chung với đối phương. Chiến trường lúc này đã toàn là xác chết. Scott và cô gái tóc vàng may mắn trốn thoát, mà kết cuối cùng cũng đã tìm được người bạn thân của mình. Nhưng lúc này thủ lĩnh zombie giống như âm hồn bất tán đuổi theo lên đây. Thấy sắp không còn đường lui, cô gái tóc vàng lôi đầu của vợ zombie ra. Cô rút súng uy hiếp, lại bị thủ lĩnh zombie dùng một cây gậy ghim trên tường. Thủ lĩnh zombie vô cùng tức giận, nhưng hắn có IQ cao không hề từ bỏ việc báo thù. Hắn biết đối thủ của mình Scott vẫn có điểm yếu. Scott muốn cứu con gái của mình, nhưng thủ lĩnh zombie đã đợi ở đây từ lâu. Cuộc quyết đấu giữa hai người đàn ông cuối cùng cũng diễn ra. Thủ lĩnh zombie nhảy lên, leo lên trực thăng chạy trốn của bọn họ. Tác động cực mạnh khiến máy bay suýt nữa rơi xuống. Trong máy bay chật hẹp, Scott và thủ lĩnh zombie lao vào giằng co. Nhưng dù sao thủ lĩnh zombie cũng chiếm ưu thế về sức mạnh. Scott bị cắn xé. Cũng may Marianne cố hết sức bay ra khỏi Las Vegas. Lúc này phía quân đội đã thả bom hạt nhân. Ánh sáng mạnh từ vụ nổ chiếu thẳng vào mắt thủ lĩnh zombie. Nhân cơ hội này Scott dùng chút sức lực cuối cùng. Một nhát súng bắn vỡ đầu thủ lĩnh. Thủ lĩnh zombie cuối cùng cũng chết. Mà trực thăng lúc này cũng không duy trì được nữa. Nó đã rơi xuống đất. Kết may mắn sống sót. Nhưng cô lúc này đối mặt với sự lựa chọn giống như bố cô năm xưa. Scott đã bị cắn, anh cũng sẽ đứng dị. Kết đưa ra lựa chọn. Cô nổ súng giết chết bố của mình. Mọi thứ dường như tĩnh lặng trở lại. Chỉ là Van Gogh người may mắn sống sót sẽ dấy lên một làn sóng lớn hơn. Anh cũng đã bị cắn. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé.
Còn nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!